cũng đến cậu, thắp cho cậu một cây hương là rất là quý đó. Chứ còn ngoài ra mình nói mà hô mà qua duyên gỡ cái gạt của cậu ra thì không tốt, ví dụ vậy không phải đâu. Dạ, qua duyên thì cũng mới vừa ban giám đốc qua duyên cũng mới vừa hỗ trợ 10 cây dù với bên khu nhà máy bên kia quá trời quý qua duyên, với lại nước uống miễn phí đó. Đúng rồi, tại vì nhiều người ta không có hiểu đi. Hôm đó tôi cũng thấy, tôi coi trên YouTube á, thì tôi cũng thấy có một cái chú ở dưới miền Tây á, chú cũng nói sao mà giờ biết trước như vậy thì không có để mà chôn cậu ở đây, chôn cậu bên kia có làm nhà mồ thì đúng đó, mình biết như vậy thì được rồi, mà cái duyên của cậu, cái duyên của cậu ở đây thì cậu ở đây đó, còn ai cũng như vậy hết. Ở bên kia ở nhà lớn nhưng mà buồn con mình còn nằm ở đây thì đồng nghiệp nhiều, đúng rồi tại vì mình cũng thương cậu, mình cũng bức xúc cái hoàn này kia, thì tôi cũng khán giả, tôi cũng quý cái người đó, là cái người qua duyên này, tôi là rất là quý cái người qua duyên này. Qua duyên này cái gì cũng tốt hết, mất tiêu rất nhiều thực tế, qua duyên cái gì cũng tốt hết, chứ không phải mà không phải mà nó cái qua duyên xấu, nó không phải đâu. Qua duyên tại vì biết sao không? Thấy mấy cái mộ kia cũng khoảng cỡ chừng tháng đổ lỗi thôi, người ta cũng dở gạt ta, còn cậu là nay là 3 tháng mấy trời người ta mới dở đó, người ta thương cậu lắm, chứ không phải đừng có nghĩ các khán giả ở đây mà mình nói bây giờ sao không làm một cái này cái kia cho cậu, không được. Tại cái cũng có một cái khu, cũng có một cái khu người ta làm mộ, có một cái khu người ta làm mộ được, còn cái khu không được thì phải mình phải chịu thôi. Đúng rồi, tại vì mình một người khán giả thì mình bây giờ mình một người khán giả, mình là đến đây mình cứ thắp cho cậu một cái hương, cái đó là rất là quý. Chứ còn mà ngoài ra mình đừng có đến đây mà mình nói qua duyên thì sao, tháo cái này cái kia, ví dụ qua duyên làm theo đúng nguyên tắc của qua duyên, đúng là đúng chứ không phải là sai. Qua duyên đúng lắm nha, chứ không phải mấy em đừng nghĩ, mấy người nghĩ mà hô mà qua duyên sai đâu, không có sai đâu. Tại vì biết sao sai là sai cái gì, bên đây có làm được cái nhà mồ mà sao cậu không làm được, thí dụ như vậy đâu được đâu, người ta không làm được thì cậu cũng vậy thôi đó. Thì ai cũng đến đây thì cũng tôi nè, một cái người khán giả, tôi cũng thương cậu, tôi đến đây tôi thắp cho cậu một cây hương, hay là nắng hay là mưa gì không quan trọng, thật tế như vậy mình có tấm lòng là được rồi. Còn người tôi cũng chia sẻ, thí dụ bây giờ bà con cô bác đến đây thì đừng có nhắc cái đến cái vụ qua duyên, tại vì qua duyên ta cũng rất là quý cậu lắm, ta thương cậu lắm chứ không phải ta không thương đâu. Tại vì có cậu ở đây người ta quý cậu như kia đủ thứ các cái, người ta cũng mấy cái lời sơ sót á không bỏ qua cho cậu hết, chứ không phải là người ta ấy đâu. Thì tôi đến đây tôi cũng góp ý, bây giờ bà con cô bác đến đây hấp cho cậu một cây hương thì tôi cũng nghĩ đến đây thì đừng có nhắc cái vụ qua duyên đó. Tôi không phải binh là bên bôi qua duyên đâu nha, tôi binh cái đúng rồi, tôi không phải là tôi là một người khán giả mà tôi đứng bên qua duyên mà tôi bỏ bên kia, không bên mình nói lên sự công bằng, đúng rồi, mình nói sự công bằng, cái gì nó đúng mình cứ cho đúng nó. Chứ còn cái chú mà ở dưới miền Tây á, chú nói thì nói chung là đúng đó chú, tại vì chú bức xúc, chú thấy vậy chú bức xúc, mà bức xúc thì phải cũng phải chịu thôi chứ sao giờ, chứ mình thôi mình bức xúc mà mình đến đây mà mình nói cái câu đó thì biết rằng ai cũng đồng ý đó, mà qua duyên không được thì qua duyên làm đúng cái nguyên tắc của qua duyên đó. Chứ không phải tôi cứ suy nghĩ, ví dụ mình thương cậu đến đây nắng hay là dù mưa ví dụ vậy thì mình cũng phải cố gắng làm sao. Còn ví dụ YouTube trên này quay, ví dụ mình thấy cái gì đúng mình quay, còn cái nào sai đừng nên quay, ví dụ vậy đó. Tại sao tôi từ hồ nào tới bây giờ tôi rất là quý cậu, quý cái gì, quý cái tấm lòng của cậu, quý ở chỗ đạo đức. Đúng rồi, đạo đức của cậu, tấm lòng, đúng rồi đó, chứ không phải cái gì đó. Tôi cũng người khán giả thôi, chứ không phải là tôi là như bà con của bác anh Năm Du Linh này, thì tôi cũng quý ông lắm, thật tới quý là quý cái tình thương với cái làm công đức đủ thứ các cái đó. Nó như vậy đó, tôi cũng chia sẻ vậy, chứ bà con cô bác thì cũng thương tôi thì cũng những tình tha thứ bỏ qua cái vụ qua duyên đó, tại vì qua duyên làm đúng chứ không phải qua duyên làm sai đâu. Tại vì biết sao mà sai là sai, sao sai là qua duyên, ổ dụ làm sai là sai cái gì. Ủa sao cái bên đây xây nhà mồ được mà sao cậu không xây được? Đó là mình là qua duyên sai đó nha. Còn bên đây người ta không làm được thì cậu cũng vậy thôi đó. Còn mình đến đây thì nắng hay là mưa cái gì cũng vậy, mình tấm lòng, mình thương cậu, mình đến đây thì đó là cách cậu là quý, thí dụ như vậy. Còn bà con cô bác đừng có nghĩ qua duyên làm sai đâu, không đúng, duyên sai đúng rất là đúng, không có sai đâu. Đúng rồi. Còn có nhiều người ta không hiểu rồi ta nói qua duyên này kia thì biết rằng mình thấy dở cái gạt ra thì cậu nắng đó, ai cũng sốt ruột hết, tại vì ai cũng chú ý thương cậu,
đó, tất cả thương cậu hết trơn chứ không ai mà bỏ cậu hết trơn. Ví dụ bây giờ đó, như hôm nay tôi cũng thấy tháo ra thì thấy mưa gió nắng mưa rồi, thấy bụi túp đồ nè, dưới mấy người cũng thấy cũng che dù che này kia quán giả, thì tôi nhìn trên tivi tôi cũng rất là quý đó chứ. Tại vì đó đúng cái đó là cái tấm lòng của mình. À, mình thương cậu là bây giờ mưa hay là gió hay là này kia thì mình không có nghĩ ngợi cái chuyện đó. Ví dụ vậy thì tôi thì đến đây thì tôi cũng như mấy em vậy thôi, cũng như mình quý cậu vậy thôi, chứ không phải mình ngồi cũng không có dòng họ gì với anh Vũ Linh này đặt tới như vậy. Nhưng tôi cũng rất là quý, rất là thương ông lắm đặt tới. Thì bây giờ cứ anh em thì tôi cũng chia sẻ bà con cô bác ở gần xa đến đây khách cho cầu Phật cái hương là rất là quý. Còn ai không đến được thì thôi, ví dụ như vậy thì không đến được thì cũng coi trên bên YouTube á, ví dụ như vậy. Xa xôi khó khăn thì vậy thôi. Còn thì tôi cũng nói lần câu cuối cùng thì cứ cố gắng làm sao bà con cô bác đến đây đừng có trách qua duyên. Tại trách qua duyên thì sao mình qua duyên làm đúng lắm, tội nghiệp qua duyên tập thế như vậy. Qua duyên là rất là đúng đó. Tại vì biết sao mình thấy gì, mình trước mắt mình thấy rồi. Ủa sao mà cái bên kia sao xây mộ mà bên đây mà không được xây? Tại biết sao không? Tại đó đâu ai cũng vậy hết thương. Thì mình ví dụ mình khán giả mình thương cậu thì mình thấy cái đó là rất là quý thiệt. Mình biết không? Sao tháo ra về cậu nắng không phải đâu, thì theo làm đúng nguyên tắc. Tại qua duyên nó hô là cái hút không khí hay hoặc này kia, thì biết sao không? Nhà mồ cũng vậy, cũng đâu cũng y chang vậy thôi, mà cái khu này thì như vậy thì phải như vậy thôi, chứ còn ngoài ra chứ không phải gì đó. Thì tôi cũng góp ý vậy thôi, thì anh em thương tôi thì nghe lời tôi, bọn thương tôi thì thôi, chứ tôi không có muốn anh em theo ý tôi. Ví dụ bà con cô bác ở mọi miền đất nước mình, ví dụ tôi nói cái lời đó mà không đúng thì thôi không theo tôi, còn tôi nói đúng thì nghe tôi, ví dụ vậy. Tôi cảm ơn, chứ còn ngoài ra tôi cũng không muốn cái gì hết trơn. Ý chú nói là đừng nên chắc rơi duyên đúng không? Đúng rồi, cái chung. Đúng rồi, cái chung. Nó là chung, ai nhà rồi. Nhà nào cũng vậy. Đúng rồi, đúng rồi đó, ai cũng vậy đó. Nói chung là đúng theo rồi. Một cái khuôn khổ, đúng rồi, quy định. Đúng rồi, cái quy định chung của ở đây đúng thì mình không thấy. Quốc thì có quốc pháp. Đúng rồi. Gia có gia quy. Đúng rồi, đúng rồi. Hoa duyên có nội quy của hoa duyên. Đúng rồi. Chú Sáu thì mua 10 trái dừa lên đây cúng không? Đúng rồi. Còn phá giọng cười này. Giọng chú Sáu cười của chú vậy. Chứ giờ sao giờ thì vậy thôi, chứ giờ mình có quý cậu thì mình đến đây, thí dụ đôi khi thì mưa gió thì mình không có ngại ngùng, không có ngại mà còn nói với mưa chú hay là gió gì có dù hết trơn đó, người ta tài trợ dù ấy mốt, còn mình cứ đi ra nắng là có dù hết trơn. Chú Sáu còn nói gì nè, chú Sáu còn nói đúng không? Có khán giả nói gì nè, sau khi mà cậu cái mộ cậu tháo rạp ra rồi á, thì bà con đến viếng vẫn như thường, dù nắng hay mưa bất chấp. Đúng người rồi. Ta đã đến viếng là viếng mộ cậu, viếng cậu chứ đâu có viếng cái rạp đâu. Đúng rồi, đúng đúng đúng, 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 đúng chính xác, đúng rồi đó, đó cậu đó đúng, hợp lý đó, à? Đúng rồi, đâu có viếng cái rạp đâu. Đâu đúng rồi, ừ đúng rồi đúng. Ví dụ có cái rạp mát thì ở lâu, đúng rồi thì nó mát nó đỡ tí ở lâu, còn nếu không có mát thì mình về nhanh xíu nhưng mà vẫn thắp nhang được bình thường. Dạ đúng không? Thì tôi nói cái tấm lòng mà. Dạ. Ví dụ nắng hay dù mưa gì như vậy, mình đến đây thắp cho cậu cái hương là rất là quý rồi. Chứ còn ngoài ra mình đừng có nghĩ ngợi sao có rạp hay không có rạp. Không có rạp không có quan trọng. Không có rạp có dù như vậy. Chứ mình cũng có lòng mình cũng phân bì nha. Không. Tại vì bên kia đó sát bên cậu chú, sao xây nhà mồ được mà sao cậu cũng xây được. Ví dụ như vậy. Không có thì dù người ta sao mình vậy đúng không? Đúng chắc chú Sáu chưa biết thông tin này, còn cho chia sẻ cho chú Sáu biết thông tin này. Rồi. Thông tin là hiện tại bây giờ sáng giờ là Hoa Duyên đang tài trợ thêm 10 cây dù. Trời ơi quả quý đó. Đó Hoa Duyên thương tài trợ 10 cây dù và 4 bình nước lọc và 1 bình nước đá. Rồi, ở bên nhà chờ, bên nhà chờ. Hoa Duyên là thương cậu quá trời, nó thằng mới đàng hoàng. Còn tem chưa bóc tem còn zin, dù còn zin. Đúng rồi. Dạ. Tại vì thực tế tôi cũng qua duyên như làm như vậy, tôi cũng là một người khán giả. Dạ. Tôi cũng rất là cảm ơn qua duyên. Dạ. Tại vì nói chung ra vì có một mình cậu ở đây thì qua duyên mới giúp như vậy thôi. Dạ. Chứ còn ngoài ra mấy chỗ kia không có. Dạ. Thực tế tôi thấy rồi. Đặc biệt mấy chỗ kia đặc biệt là không có, thực tế có cậu vậy thôi. Dạ. Thì thôi thì qua duyên làm như vậy là mình rất là quý rồi. Dạ. Thôi. Cái mình đến đây thì mình thắp cái hương dù nắng hay là dù mưa hay dù vậy mình cũng cố gắng làm sao mình quý cậu là được rồi đó. Chứ có nhiều người tôi cũng thấy cũng trách hay chiên mà sao tháo này kia đúng rồi, quan hỷ chú ha, quan hỷ đi đúng rồi đó. Thì tôi cũng vậy thôi, chứ cũng như mấy em vậy nè, cũng từ xa đến đây dù xa xôi hay này kia cũng không có ngại ngùng gì hết, trời đây
thắp cho cậu cái hương hay là quay cái này cái kia cho bà con cô bác ở xa không đi đến được thì cũng coi trên cái trên truyền hình đó thì ta cũng quý lắm tập cái như vậy. Thì tôi cũng đến đây tôi cũng cảm ơn YouTube trên đây thì cái nào cũng vậy, thấy làm tốt cái gì cũng tốt hết trơn đó, chứ không phải là cái gì thì nói chung ai cũng tốt hết. Đến đây rồi tôi thấy là người tốt rồi, chứ còn xấu thì không có, thật ra như vậy đó. Còn hôm nay có anh đang xin lời tắt lời chủ là hôm nay có anh bình luận khán giả bình luận thì cảm ơn những lời chia sẻ của chú rất là nhiều của nhà ơi. Thì cả nhà xem video của Cảnh thì xin cho Cảnh một like và một đăng ký kênh, thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì cũng xin kết thúc video ở đây luôn.